Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho cả nhà ô đất hai mặt tiền. Đây, trước mặt chúng ta là đường là ô đất hai mặt tiền nằm tại khu D Nam Đầm Vạc. Đây, trước mặt quy hoạch là 13,5 m, view vườn hoa. Đây ạ, view vườn hoa cây xanh. Và phía sau kia chính là đường Lý Nam Đế. Băng hai của đường Lý Nam Đế rất là đẹp luôn. Với giá hơn 4 tỷ, chúng ta sở hữu một ô đất diện tích là 140 m², mặt tiền 9 m, lô góc 2 mặt tiền, băng 2 của đường Lý Nam Đế, kinh doanh được, đất không lỗi. Và phía sau chúng ta kia chính là khu đô thị Tham Garden, rất là đẹp. Lô góc 2 mặt tiền, diện tích thì rộng, xây được một cái nhà vườn nhỏ xinh. Tại vì là mặt tiền của ô đất là 9 m cơ mà. Đây, đất của chúng ta đây ạ, rất là đẹp, 140 m. Quý anh chị và nhà đầu tư thì mua đất nhớ liên hệ cho em qua số điện thoại 0835 416 888. Số điện thoại là 0835 416 888. Đây là đường băng 2 ạ. Băng 2 của đường Lý Nam Đế rất là đẹp. Kinh doanh được, chúng ta có thể kinh doanh được. Mình nhớ băng 2 lại là lô góc nữa. Trung tâm dân cư ở đông. Đây là nhà mặt đường nha. Lô góc 2 mặt tiền tươi rất là đẹp. Dãy nhà liền kề nhé cả nhà. Và em Nhung xin kết thúc video tại đây. Cả nhà xem video nhớ đăng ký kênh. Và có nhu cầu mua đất ở khu đô thị Nam Vĩnh Yên, Bắc Đầm Vạc thì cả nhà liên hệ cho em nhé. Xin chào cả nhà.